Nên như Lan Ngọc xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Một tuần trôi qua, chương trình Phong cách và Cuộc sống luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị. Chúng ta hãy cùng xem thông tin thời trang và làm đẹp nào sẽ được cập nhật trong chương trình lần này nhé! Ngày nay, giữa sự phát triển của thế giới hiện đại, nhu cầu làm đẹp của con người càng được chú trọng và đầu tư. Đặc biệt, những món đồ phụ kiện trong những năm trở lại đây được rất nhiều người quan tâm trong đó đồng hồ là một trong những món đồ được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn một chiếc đồng hồ được bày bán trên thị trường hiện nay không chỉ có chức năng xem giờ mà nó còn là một món đồ trang sức thể hiện đẳng cấp của người đeo cũng như góp phần làm cho sách đồ của chủ nhân trở nên hoàn hảo hơn nắm bắt được thị hiếu đó vừa qua thương hiệu đồng hồ hải triều đã khai trương chi nhánh mới của mình tại cần thơ với mong muốn đem đến một địa chỉ mua sắm đồng hồ chất lượng và đa dạng cho khách hàng Tại đây, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng hơn 2.000 chiếc đồng hồ của gần 20 thương hiệu danh tiếng trên thế giới như Doxa, T-Shirt, Bulova, Kevin Klein, Cardino, Casio, Citizen, Daniel Wellington trong một không gian thực sự sang trọng và hiện đại. Khách hàng còn có cơ hội nhận được những combo quà tặng bao gồm sổ tay, mũ bảo hiểm, viết, ví, hai ba lô DW chính hãng. Khi tham gia mua sắm, với lần tiến quân này hãy triều hy vọng rằng sẽ là cánh tay đắc lực giúp cho khách hàng có được những chiếc đồng hồ vừa hợp thời trang vừa thể hiện được cá tính của mình